thường thường á, phần lớn đại đa số là, không phải là phần thường thường nữa, đại đa số giống như kiểu mà bạn mà có tình yêu thì mình vui đúng không, mà mình á mất tình yêu thì mình mới buồn đúng không. Nhưng mà có một cái bài hát mà tôi vừa mới nghe của Bằng Kiều thôi, tại khi mà tôi học đánh đờn có một vài bài nhạc tôi đến là tôi dựa vào bài hát của Bằng Kiều, tại vì Bằng Kiều cũng chơi đến đàn. Bằng Kiều nói là gì, khi yêu thì con tim lại buồn. Rất là nhiều khi mình không hiểu được cái tâm trạng người đó như thế nào. Cái bài hát nó như thế này nè, để tôi cho bạn coi cái bài hát. Nó là Người Đứng Sau Hạnh Phúc. Ok, bài hát nó như vậy. Tình yêu đó anh chỉ vừa đi tới thì anh biết anh sẽ khổ đau rất nhiều, mà tại sao anh không thể ngờ yêu con tim này đã rất buồn. Lòng tự trách anh chỉ là người đến sao đó, thấy không, bài đó nhiều khi mình không hiểu được.